nè các bạn, hũ kem của mình đó, thấy không? Chỉ có 100 mấy thôi mà được nửa ký đó các bạn, cái hũ này là nửa ký á. Trời ơi, xài lâu lắm đó, rất là mịn da luôn nha các bạn, mà nó không có bị tái đâu, nó đánh lên là cái da mình nó hồng hào lắm đó các bạn, thấy không? Đơn giản thôi, nhiều đây là trắng như bạch tạng luôn á các bạn. Chào các bạn đã trở lại với kênh của Lan Vít Vít nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Các bạn ơi, bữa nay Lan chọn kem nữa nè các bạn. Chọn kem nè, các bạn thấy da Lan không? Đó, Lan chỉ xài mới có 1 năm mấy thôi á, mà bây giờ da của Lan nó đã mỡn ra nè cha bà các bạn. Trắng ra nè. Đó, cho nên bây giờ Lan muốn chia sẻ lại cho các bạn biết nha. Lan xài rất là đơn giản chứ không có cầu kỳ đâu. Rẻ lại rất là rẻ tiền nữa, chỉ có 100 mấy thôi. Mình đã có hũ kem mình xài được 1 tháng rồi đó các bạn. Đó, nè. Đó. Rất là hiệu quả nhưng nghe các bạn, mà xài rất là thơm da nữa. Ý là Lan không dùng mấy cái bịch tắm trắng nha các bạn, chứ Lan mà dùng á, là nó còn nhanh trắng nữa. Nhưng mà Lan sợ nó bào mòn da, Lan sợ. Cho nên Lan chỉ tẩy tế bào chết với Lan xài kem thôi. Đó, bây giờ Lan muốn chia sẻ lại cho các bạn biết. Rồi bây giờ các bạn coi nguyên liệu của Lan nha. Đây các bạn ơi, đó đây là những món kem mà Lan đang xài nè nha các bạn. Rất là hiệu quả luôn nha các bạn, mà lại đánh lên là cái da của mình nó mịn thơm lắm. Đó, chỉ cần có nhiêu đây thôi là cái da của mình nó nhanh sáng nữa các bạn. Đây là kem này, kem của Thái nha các bạn, vitamin. Còn cái này là Hasaline, đó với trái bí, với Jet nè các bạn. Đó, cái này tuyết lan hay hũ tuyết lan, Emon, cô gái tóc xù, với Thanh Hiền nữa đó các bạn. Đó các bạn thấy không, chỉ có nhiêu đây thôi, rất là rẻ tiền à các bạn, có 100 mấy thôi đó các bạn. Đó mà xài cái này trộn ra tới nửa ký lận, là mình xài tới tới 1 tháng luôn á. Lan xài có nhiêu đây, có 100 mấy thôi mà xài tới 1 tháng đó các bạn. Rồi bây giờ Lan sẽ chỉ cách cho các bạn trộn nha. Nè các bạn, mình trộn kem là mình phải lấy cái tô vậy nha các bạn, bự như vậy nè. Đó, lặn mình quết lên lặn cho nó bị có tràn ra ngoài nha các bạn. Rồi bây giờ Lan sẽ trộn kem nha. Các bạn theo dõi Lan làm nha. Bây giờ mình sẽ quết nó lên nha các bạn. Quết cho nhuyễn ra rồi mình bỏ trái bí vào. Cái này mình quết đó các bạn, là phải quết cho nhuyễn ra nha các bạn. Nếu mà còn ốc trâu không là sẽ đánh kem không có trắng đâu. Nghĩa là kem nó cũng không có mịn nữa. Cho nên mình phải quết cái này nhuyễn ra. Mình đã quết kem nó nhuyễn ra như vậy đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ trái bí vào nha. Mình quết trái bí lên xong rồi bắt đầu nó nhuyễn còn nữa. Cái mật đầu mình sẽ bỏ Hasaline vô, với thêm cái chai vitamin vô nữa nha các bạn. Rồi bây giờ Lan sẽ đi làm đây. Các bạn bây giờ mình bỏ trái bí vô nha.
này chỉ có trăm mấy thôi mà mình xài tới một tháng luôn á các bạn. Nó mềm mại lắm nha các bạn, chứ nó không có khô đâu, đánh lên da của mình nó rất là im luôn. Đánh lên thơm lắm nha các bạn. Các bạn, cái hũ này là nửa ký á. Trời ơi, xài lâu lắm. Đó, rất là mịn da luôn nha các bạn. Mà nó không có bị tái đâu. Nó đánh lên là cái da mình nó hồng hào lắm. Đó các bạn thấy không, đơn giản thôi. Đó các bạn thấy không, kem của mình đó. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.